Hôm nay là mấy đứa? Tới rồi nè. Đây, dạ đây nè. Dạ đúng rồi chú. Lâm à. Lâm. Dạ. Có khách kìa con. Dạ. Nè, phải Lâm này không? Dạ. Anh Đức, cứ sợ đi lạc không á? Đâu có đi lạc đâu, nãy có chỗ nghĩa địa không biết đường ra thôi à. Chưa. Anh Lâm. Lâm. Ủa nó đâu vậy? Mày chạy đâu vậy? Chạy ra coi. Gì vậy? Tới thì vô nhà đi đâu? Em không muốn ở đây. Đi chỗ khác đi. Nó thiếu nợ con hả con? Cái gì nó chạy vậy? Em không ở đây đâu. Nó xuống đây mà không nói em trước. Nói trước mày có xuống đâu? Em muốn. Mày về quê mình đi. Mày điên hả? Tụi dân hộ nó biết quê của mình á. Mày chưa về tới ngoài là nó tới ngoài tìm rồi. Xuống đây quả mai nó không biết đường tìm. Đi vô. Mày đâu đi. Đi chỗ khác đi mà. Còn chỗ nào nữa đi. Ủa bây kiếm Lâm mà sao kiếm hồ nào nữa? Dạ, hồi xưa hai đứa con đi bằng hồ chung quen. Tội nghiệp không? Trời ơi thằng Lâm đi. Thiệt tình là bạn tới tự nhiên bỏ. Gì? Con nè. Con là Đức phải không? Dạ con Đức nè. Ừ. Ủa? Sao con nói con đi có niềm của mình mà tự nhiên có bạn gái gì theo nữa? Dạ không, em gái con. Ồ vậy hả? Dạ. Tôi là Công nè. Công. Mệt quá. Anh. Ủa mày kêu tao xuống rồi sao mày đi đám cưới hay vậy? Đi đám cưới gì anh? Sao mặc đồ giống như chú rể vậy? Hôm nay có khách quý ghé chơi. Ăn mặc phải lịch sự tiếp đón đàng hoàng. Thế là có chú Công nữa. Nghiêm túc đúng không ạ? Đúng quá đẹp, con trai mẹ đẹp quá. Ngu lạ ha. Áo đen, quần đỏ, giày xám. Mỗi người một phong cách bạn à. Thôi, mình đi vô nhà đi con. Dạ. Đi, mời bạn vô nhà đi con. Dạ. Đi, vô nhà. Đi. Con Công ơi, chú Công. Ê, mày múc mày xuống đây mà đừng mặc áo này ra. Để Phượng lộn là tao đó, hiểu không? Dạ. Ừ. Lát con vô con tháo khác. Đúng rồi. Dạ. Đi. Nhanh lên, đi vô. Hãy đi đi con. Đi vô nhà đi. Đi đâu đi đâu? Vô nhà uống nước luôn. Trời tự nhiên quá ha. Không có trong hộ khẩu thì không được vô. Nhưng mà nhớ Phượng qua sẵn thăm Phượng. Cứ mỗi lần mà mỗi năm đến hè lòng Công thấy buồn. Còn khúc hay lắm vô bộ chuối ca vui lắm. Chuyện... Đứng ở đây. Vô bộ chuối làm gì? Ca khúc này hay lắm. Vô duyên. Đứng đây nói chuyện đi. Thôi đừng có la, tôi đuổi có đám nhỏ nó dòm nó coi thường tôi mà. Tôi nói thiệt với Phượng nha. Hôm qua tôi nằm mơ. Tôi thấy. Thấy gì? Đêm qua trong giấc ngủ chợt thấy em hiền về. Bên anh em nói nho. Em buồn còng em đi. Còn lâu. Bên đâu? Ý ông nói tôi chết rồi tôi hiện hồn về đó hả? Phải không? Thôi đi về đi, đi về. Tàu lâu quá, xàm quá, đi về đi, đi. Tôi đứng đây chút xíu đi. Đi về. Bởi vì hận đàn bà. Người yêu ta rồi cũng đuổi ta. Ôi chung thân tôi lưu thủi một mình. Chẳng thoải. Không hả? Trời, ngân mà. Đi về. Tàu lô gì đâu không. Đi về đi. Được rồi. Phương ơi. Cái gì? Còn cái này nói Phượng đừng có tự ái nha. Sao Phượng đẹp dữ lắm, tóc cũng đẹp nữa mà bữa nay để ông Cống lên chi cho nó. Trời ơi cái thằng cha già này. Đi, đi nhà con Quỳnh Canh được rồi. Đó, đã quá. Tà hồ lao. Ôi nhà mày không có gì khác ha. Này, ở đây vài ngày thôi nha. Chứ em không có ưa hắn ta đâu đó. Chắc tôi ưa quá ha. Trời ơi nghe đấy hả? Trời đứng sát bên mày không nghe. Nó nhỏ xíu xíu quá. Anh Đức, dắt Dương về xong nói em thế nào vậy? Thì hai đứa mày như chó với mèo vậy. Lỡ tao nói dắt Dương theo mày có cho tao về không? Ờ, em. Gì vậy? Ngồi đây ngắm con cảnh từ nãy giờ chán thế bà. Đi coi phim nha. Thôi, coi phim làm gì cho tốn tiền. Anh tốn chứ có phải em tốn đâu. Nhưng mà em tiết tiền cho anh. Với lại á, mình ngồi đây nè, trăng thanh gió mát cho vậy không khỏe hơn hả? Ngồi chén thế bà. Bây giờ nè, vô trong rạp phim á, cái mình ngồi mình coi phim cho nó giống như hẹn hò.
Thôi, ở đây lãng mạn hơn. Em, cái chuyện hẹn hò của anh với em á, có nên báo cho anh hai biết không? Tại vì anh nghĩ anh hai cũng là người một nhà mà. Ừ, không được đâu. Em nghĩ là chưa phải lúc. Bây giờ anh Đức mà biết được á, là ổng làm ầm ầm lên. Sau đó ổng bắt em với anh cưới nhau đó. Nhưng mà bây giờ em với anh á, còn trẻ mà. Mình cứ lo cho công việc trước đã. Vậy là không muốn cưới luôn chứ gì? Không cưới thì thôi. Gì dạ? Bộ giận hả? Ai thèm giận? Ồ, không giận mà vậy. Đàn ông gì hỡi chút giận hoài à. Này, Lâm Xù, mày qua đó nói chuyện coi. Giận hả? Không. Nè, ý của em không phải là như vậy đâu. Thì sau này khi mà mình ổn định xong rồi, mình cưới cũng chưa muộn mà. Không cưới, không cưới, không cưới. Hết giận rồi đúng không? Mới làm gì vậy? Nè nè nè, cái mặt này không phải là muốn hôn người hôn nha. Vé số đây, vé số đây, vé số này, vé số này, hai đứa ơi. Hai mày làm gì vậy? Mày có biết là tao vừa mới trúng số không? Cái gì? Trúng số hả? Ừ, mấy người trúng số từ nãy tới số lắm á. Biết đâu được, sống hết đêm nay mày đi xa rồi. Mày mới tới số nha, tao đạp mày xuống gặp bà bá giờ. Còn con quỷ này nữa, tao trúng số sao không mừng 200 ngàn lần đó nha. Trúng 200 ngàn mà từ bữa tới giờ tốn 20 triệu để mua vé số. Nhỏ này ngộ mày. Làm gì cũng phải đầu tư chứ. Tao đầu tư 20 triệu, đâu có trúng gì đâu. Tao mới đầu tư 20 triệu, trúng được 200 ngàn rồi nè. Rồi gì nữa? Mệt, suốt ngày cờ bạc hoài. Tao cờ bạc hồi nào? Tao mua vé số nha, ít nước lại nhà nha mày. Rồi vé số thì sau này hả, banh bóng cờ bạc rồi đá gà này kia. Mày đừng có làm bèm nha, khi nào tao banh bóng rượu chè đá gà mày nói nha. Rồi sao hai đứa mày ra đây vậy? Hả? Đồ, đừng nói hai đứa mày yêu nhau nha. À, cái gì? Mới nói gì vậy? Yêu nhau hả? Anh bị điên à? Nè, bây giờ anh có cho tôi 200 ngàn tiền anh trúng vé số á, tôi còn không yêu nữa. Nè, tao ngu hả? À, con gái gì á, y chang con trai, giọng khàn 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 khó chịu. Tôi nói cho anh biết nha, tại tôi bị bệnh cho nên giọng tôi khàn thôi. Khi nào tôi có tiền tôi điều trị bệnh tôi xong, lúc đó giọng của tôi ngọt ngào, tôi nữ tính. Lúc đó có mơ rớt được tới tôi. Còn anh á, chỉ có chó mới lấy ăn thôi. À, chỉ có chó mới quen chó thôi. Chó. Chó. Hai đứa mày sủa tao nghe coi. Đó, hai con chó luôn. Đúng là chó với mèo suốt ngày cắn nhau. Hai đứa mày mà lấy nhau á, cắn nhau suốt ngày luôn á. Thôi giờ đi ăn. Ăn gì anh ơi? Ăn hoành tráng lắm. Hủ tiếu gõ. Sao ngoài vậy? Trời ơi, để dành tiền mai tao đầu tư nữa. Đi, nhanh lên. Ê. Có được mời không? Có, mày ra đây. Tao cho mày ăn xương. Đáng rồi. Ôi, chung tóm lại giờ lỡ rồi. Vô nhà đi tính tiếp. Sách cho. Không cần. Anh nói em đi, em tự đi được luôn. Thả thì mày chạy trốn sao? Ôi không sao. Rồi, nhanh lên. Thiệt tình luôn á. Có mệt lắm không? Lâu lắm mới về đây ạ. À. Nhà chỉnh dậy ha. À. Thôi ngồi uống nước đi, em đem dẹp cho. Thôi được rồi, để tao cất được rồi. Xíu. Làm gì giữ của vậy? Hả? Ở đây nha, như thuê khách sạn á. Khủng vậy, đây khách sạn đâu mà thuê? Khách sạn đâu mà thuê? À, cái gì trả tiền cho tôi đi, giống như ở khách sạn là được rồi. Tiền gì mày về quê ở chơi với mày, tiền bạc gì giống như mọi lần vậy, về quê chơi mà. Đi mày, ngồi đi, gì vô kìa. Ngồi uống nước. Ngồi đi anh Đức. Đi đường mệt không tụi con? Trời ơi, giải quyết xong rồi. Dạ, gì ngồi đi gì? Ngồi đi con. Dạ. Sao rồi? Trời ơi, hai đứa dễ thương quá ha. Rót nước đi con. Dạ. Thằng này thì khách tới nhà mà. Sao, hai đứa đi đường có mệt không con? Dạ không có mệt, con lên xe con ngủ không à. Trời ơi, tụi con ở đây vài ngày tụi con thích liền mà. Cái không khí ở nhà quê mình nó có vậy chứ thoải mái lắm. Ờ, trong lành lắm. Hay là mình ở nhiều ngày được không gì? Đủ sống được. Trời ơi, nhà nhiều nước lắm. Dạ. Anh ăn Tết ở đây, anh ở qua Tết luôn cũng được nữa. Còn ở bên kia thì không biết nha. Được. Làm gì làm với Tết thì cũng phải về quê chứ. Thì đâu nói gì đâu. Thôi
thôi kệ, ở nhiều lâu cũng được, ra ngay uống nước đi con. Dạ dạ, cảm ơn dì. Mày gì hả? Con nói này dì đừng có giận con nha. Trời ơi, dì không có giận, nói đi, góp ý đi. Dạ, cái bộ áo dài của dì á nó đẹp quá trời luôn. Trời ơi, đồ tuyển của dì đó. Nhưng mà cái đầu tóc với mắt cúp này nó kỳ kỳ. Kỳ hả? Thôi dạ. Sáng con góp ý rồi mà mẹ không chịu nghe. Trời ơi, cái màu son đánh gì mà nó lem lên tới nay luôn, kỳ lắm. Ờ, kỳ hả? Với lại mấy cái lọn tóc này. Em biết rồi. Dì hả? Dì theo con nha. Theo con làm gì? Dì theo con đi rồi biết. Mới mới vô cũng hợp quá ha. Ủa gì mát lắm hả? Ờ. Sao đẹp quá nhìn không ra luôn á nha. Trời ơi, bởi vậy nhờ cái bàn tay tiên này nè mà dì trẻ là hơn mười mấy tuổi luôn vậy đó. Trời ơi, dì nó quá không à. Tại vì á, dì đã sẵn rồi. Ngồi đi con, ngồi con. Dạ dạ. Sắc được chứ. Ôi. Ê. Thay đổi quá vậy? Sao tự nhiên giờ thấy phong cách hơi đàn ông quá vậy? Mới không gặp có mấy tháng à. Chuyện giới tính luôn hả? Ai nói với anh vậy? Ờ không, nhưng mà không, thấy cái phong cách này hay á, chất á, ổn. Giữ vậy luôn đi. Thì lâu lâu đổi kiểu tóc cho tomboy cho đẹp thôi chứ gì đâu. Hả? À, trời. Ủa cái gì vậy? Dạ tóc giả vậy. Ủa trời ơi. Hồi nãy giờ mày tưởng tóc thiệt không à? Trời ơi hay quá ha. Dạ tại vì á, dì biết sao không? Lâu lâu cũng thích đổi kiểu thời đại bây giờ mà, thích làm kiểu nào là mình đổi tóc kiểu đó vô thôi. Đây, đổi vô thành kiểu khác. Trời ơi. Tháo ra nè. Trời ơi, con. Hai người khác xa luôn đó mà. Ừ, đúng là bậc thầy quá trang ha. Hèn gì trong vòng mấy phút mà làm cái mặt mẹ coi như là khác đuổi luôn á. Con thấy cũng vậy à. Ừ, đẹp hơn chứ con. Chứ mẹ của con lúc nào cũng đẹp. Cảm ơn con. Nè, hai đứa cũng mệt rồi, bây giờ nè xuống nè thay đồ tắm rửa cho nó sạch sẽ, nó khỏe khoắn đi ha. Rồi ăn cơm, bữa nay dì nấu đồ ăn nhiều lắm. Trời ơi, dì làm tụi con ngại quá à. Ngại gì? Tắm mà. Tắm rửa thay đồ đi, chở gì nữa. Áo anh đâu, áo anh đâu, quần anh đâu? Hả? Ủa? Áo quần trong cái giỏ hồi nãy đâu rồi? Anh ơi! Ờ, đâu có thấy giỏ gì đâu. Chết rồi. Trời ơi, quên. Đã có ba cái vali. Mày xách một cái, tao xách một cái. Vậy là còn một cái vali còn ở trên xe rồi. Dạ. Ơi, gì mà hậu đậu dưới rồi, có đậu tiền bạc gì trong giỏ đó không? Không có tiền, quần áo thôi à. Quần áo không à. Trời ơi. Giờ sao? Đi ra chợ mua. Ê, thôi, thôi, đừng, đừng, đừng đi chợ. Việc gì còn có đó, ha. Giải quyết được hết. Con lấy đồ làm mặt. Còn con lấy dạ. Đồ của dì mặc. Dạ. Đừng có lo. Đồ của dì thời còn con gái. Dì đâu có bỏ đâu, dì để dành để làm kỷ niệm. Lúc đó dì đâu có con giày đâu. Bóng nhôm mà ba dòng đầy đủ. Dì đẹp nhất ấp đó con. Mẹ. Mới biết nhau lần đầu á, mình gọn gàng lại một tí. À, tính tém lại ha. Ăn đi mẹ, ăn đi nức, ngon lắm á. Còn con nữa gì? Vô coi anh Dương nó thay đồ xong chưa, kêu nó ra ăn cơm đi con. Thôi chứ ẩm gì, thay xong tự biết ra ăn rồi. Thì tình luôn á, vô kêu đi. Thôi không kêu không. Thì kêu nó cái mãi. Kìa ra luôn rồi kìa. Có. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn đó ta ơi. Đẹp quá à. Làm gì vậy? Không quen mặc đồ ôm như vậy. Sao vậy con, đẹp mà. Mặc đồ cá tính quen rồi. Hay con vô thay đồ nha. Hay, được, giữ nguyên đó. Nhìn con cái gì nhớ hồi xưa quá. Hồi xưa dáng gì vậy, trang vậy luôn đó. Ba dòng đầy đủ. Đó, à, nhìn tương lai của mình à, cố gắng phấn đấu được vậy nha. Nè, nói gì vậy? Nhìn đồ, mặc đồ nhìn cái ghê như mấy bà thím. Nó tóc nha luôn. Đừng, đừng con. Giữ yên hiện trạng đó cho gì. Thôi ăn nó ăn đẹp đi con. Mặc đi. Ăn đi chị thấy ngủ nãy giờ gì đợi lâu rồi. Anh Đức ăn đi. Không mời gì. Mời anh Đức. Ừ, cảm ơn con. Nè cho mày con mượn nè.
Ê, làm gì vậy? Thôi không có ăn. Tôi cho nó mà. Nè, con làm cái trò gì vậy? Trời ơi, đàn ông con trai gì mà như con nít vậy đó, nhỏ mọn quá à. Con có nhỏ mọn gì đâu. Muốn nhỏ đang ăn tự nhiên con gấp ra vậy? Chẳng qua là Dương bị dị ứng hải sản ăn không được con gấp ra thôi. Ủa, em tao tao không biết nó diễn hải sản, mày biết hay vậy? Tại anh hai mà anh vô tâm á. Ừ, mày quan tâm hả? Không, 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 không. Ai thèm quan tâm. Chẳng qua là em hay để ý, em thấy mấy cô gái mà có cái tính mà khó ưa, khó chịu, khó chiều được á, đống đa, đống đảnh này nọ, thường hay dị ứng. Mà dị ứng là dị ứng cái gì? Hải sản nè, tôm, mực, rồi hải sản đó, đúng không? Ồ, dị ứng tôm vậy nó ăn gì? Không sao đâu mà, tại vì em cũng thích ăn tôm, lột cực lắm. Đây lột cho. Dị ứng mà ăn cái gì? Thôi mệt quá à, còn có nhiều món để ăn mà con. Nè nè, gà, con ăn gà đi. Dạ. Này của dì nấu luôn hả dì? Dì nấu luôn. Ngon lắm á. Ăn tự nhiên nha. Dạ. Ăn hết nha, ăn hết dạ. Cho dì nha. Dì ơi, gà ngon quá hả? Ừ, dì làm mà. Mẹ làm gà là số 1 luôn á. Ngon. Mà dì, hồi nãy trên đường về nhà của dì á, thì con đi ngang qua một cái nghĩa trang, mùa mão quá trời luôn. Xong rồi cái gặp ba cái người đó rất là kỳ lạ. Cầm trên tay ba cái lá sen. Miệng á thì đọc cái gì mà thần linh gì á, tùm lum hết trơn á. Nè, nè, dứt khoát. Họ có nói cái gì á, con cũng đừng có tin nha, đừng có nghe theo nha. Không được nghe theo à? Ừ. Đúng rồi, không được vô cái hội đó nha. Trời ơi, hồi nãy người ta rủ em với anh hai vô luôn nè. Trời ơi, rồi có chịu theo không? Mình ăn cơm đi gì, nhắc tới con còn sợ, nãy con té xỉu luôn á. Sen linh linh tới giờ sinh. Dạ, xin cô cho con được sự minh mẫn và dẻo dai để con sống vui, sống khỏe, sống trường sanh bất tử nha thần linh nha. Ok. Dạ. Còn con xin cho con được tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu tan, sức khỏe tràn trề. Oh yeah. Sổ số kiên thiết 5 giờ chiều mỗi ngày, xin thần linh cho con trúng độc đắc. Con mà trúng độc đắc thì con xin tài trợ cho hội mình thiệt là nhiều. Bơm phép. Còn không? Dạ hết rồi. Tempo. Sen linh linh ơi, sen linh linh. Sen linh linh ơi, sen linh linh. Xin thông báo, đúng giờ này 2 ngày sau, hội của chúng ta sẽ tổ chức kết nạp thành viên chính thức. Thành viên đó chính là cô Mộng Trinh. Dạ, con tạ ơn thần linh. Cảm ơn linh, con sớm có chồng đại gia. Ủa,
sao kỳ về thầy? Hồi đó hả, con vô hội bắt lâu à, có mà được chính thức. Bây giờ hả, mộng cho nó mới vô chút xíu cái nó được chính thức liền à. Sao kỳ về thầy? Đó là vì lòng thành của con chưa đủ. Con ngày nào con cũng quỳ, con cũng lại, con cũng cầu xin thần linh với là sen linh linh hoài à. Như vậy mà chưa đủ thì làm sao mới đủ được đây? Lòng thành đâu phải chỉ có số lượng mà còn phải chất lượng nữa. Chất lượng là sao vậy thầy? Lòng thành phải được thể hiện một cách cụ thể. Lòng thành có cái gì mình không có giữ cho riêng mình, mình phải một lòng một dạ dâng hiến hết cho thần linh. Dạ mà dâng đi. Nếu như con bị bệnh, con đi khám bác sĩ, con cũng phải trả tiền cho bác sĩ. Con bây giờ nếu con cầu an, cầu phước, cầu tài thì con phải thỉnh bùa. Mà muốn thỉnh bùa thì con phải tỏ cái lòng thành của mình một cách cụ thể. Vậy vậy bây giờ tôi thỉnh bùa luôn. Nhưng mà thầy, bữa trước mới vừa thỉnh bùa rồi mà thầy. Đó là bùa cầu tài, còn giờ là bùa cầu an. Nó khác còn rồi phước nữa đó. Còn cầu siêu nữa. Cái bậy bạ, tự nhiên cầu siêu à. Cầu an, cầu phước thôi, rồi cầu lộc, cầu tài rồi. Hả? Dạ. Hiếu là 1 triệu, vị trí là 100 là được chứ thầy. Là con được lấy lá bùa không? Gần gần được rồi đó, còn chút xíu nữa. Trời luôn, ố ba. Dạ con gửi thầy à. Dạ. Chúc mừng con, con đã trở thành thành viên Đông Sen. Ủa, hội viên Đông Sen là sao hả thầy? Đông Sen tức là sen đồng. Sen đồng. 1,5 triệu là sen đồng á. Trời ơi, con 1,5 triệu mà được sen đồng thôi hả? Tùy thuộc vào tâm của từng thành viên mà sẽ được phân cấp đồng, bạc, vàng và kim cương. À, đồng cũng được, đồng cũng được rồi. Yeah, 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 yeah. Yeah. Đông sen. Đây con. Dạ, con đã trở thành đông sen. Dạ, dạ giờ tới con. Dạ con kính dâng à. Dạ. 500. Thầy dạ. Chúc mừng con. Dạ. Đây. Dạ, con đội ơn thầy. Đông sen của con đây. Dạ, con đội ơn thầy. Xí xí, con xí. Gì con nữa? Con chịu đâu. Tự nhiên con 1,5 triệu cũng đông sen. 3 tờ cũng đông sen. Bà ngoại con 1 tờ cũng đông sen, cũng có lá bùa giống con. Con không chịu đâu. Bà này thuộc diện trả góp. Ừ. Rồi, miễn đủ là được rồi. Ừ. Cúng kiến cũng trả góp được hả thầy? Tháng 500 á. Thần linh bây giờ uyển chuyển, linh động lắm. Mà thầy ơi. Sao? Ở trong làng mình á, mới xuất hiện 2 người lạ đó. Thầy biết chưa? Dù đó, thần linh đã báo mộng cho ta biết từ lâu rồi. Ôi, thầy quá. Các trung sinh hết bệnh linh tinh, hết bệnh rồi đừng có đi linh tinh, đi linh tinh rồi sẽ rớt xuống này thật là những vấn đề pha lung linh, sẹn linh linh, ô sẹn linh linh, thằng ai đây? Tính làm gì vậy trời? Trời ơi, đứt thịt luôn. Trời ơi, loài xương đã luôn kìa. Thấy thật luôn á, ghê quá. Trời ơi, cái gì mà ngu vậy? Thưa bà con, ta là Năm Chum, cư sĩ tu trên núi 10 năm mới xuống đây để phù hộ cho bà con dân làng mình. Ta đã được thần linh ban cho một phép màu đao thương dao kéo bếp nhép. Bây giờ bà con hãy xem đây. Hey! Trời đất ơi. Hả? Trời ơi, còn thấy dấu vết gì hết trơn á. Sao hay vậy trời? Ủa sao liền, sao lành hay quá trời. Vậy là sống hoài hả? Sao hay dữ vậy ta? Hay dữ vậy ta, giỏi vậy. Thần linh, chứ con khỉ á.
lừa đảo người ta thì có, ông mới tin. Không tin hả? Ta sẽ biểu diễn lại một lần nữa. Không tin thì ta làm lại. Ta. Dạ. Dừng lại. Dao nó không ăn ông. Để tôi coi thử cây nó có ăn ông không ha. Chờ chút xíu. Mà, làm gì vậy? Đã. Làm gì vậy? Cứu thầy. Không sao. À, hay quá, không có bị gì hết trơn á trời á. Không có chữ nào hết trơn, hay quá thầy ơi. À, nè con, con chắc chắn sẽ được một quý nhân phù hộ. Quý nhân giúp đỡ? Yes, đi đà. Dạ, dạ, dạ. Quế nhân giúp đỡ luôn. Thằng, thằng, thằng. Thằng, thằng, thằng. Quế nhân phù hộ. Ôi. Trời, có thiệt không vậy trời? Có thiệt không vậy trời? Hay quá vậy? Hay quá vậy? Linh, Linh. Sen Linh, Linh. Thế nào không hả thầy? Bà con người ta bái một cái xác đất luôn. Thầy hay quá. Thiết bà nội mày, mau đưa tao vô trạm xá. Lên 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 con cổng, lên con cổng. Sen Linh, Linh. Trời ơi, ai vậy? Xỉu rồi, xỉu rồi. Bà đã rồi, rồi. Ngủ cái nào xỉu gì? Ngủ sâu dữ vậy? Trời đất ơi, không xin dê gì luôn. Trời ơi, cái kiểu này chắc là bị chấn thương sọ não rồi nè, cho nên mới không tỉnh đó. Bậy tầm bạ, chấn thương đâu mà chấn thương. Giang ra coi, con người ta trúng gió nè. Rồi ông làm gì? Trời ơi, thì lấy chai dầu, lấy dầu làm gì hỏi đi mới nói. Làm gì? Sức chân chi. Trời ơi, ta nói. Trời ơi, lai tỉnh đi con, lai tỉnh đi con, lai tỉnh. Lai tỉnh nè, lai tỉnh. Lai tỉnh nè, con. Trời ơi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Thấy chưa? Dầu, dầu. Tỉnh lại rồi kìa. Trời ơi. Dạ dạ trời, con cảm ơn, con cảm ơn chú. Ở đâu mà con cái nhà em mà sao mà đi mình mà ngất xỉu giữa đường vậy con? Ở đâu vậy? Dạ, không có giấu gì mọi người. Con á là giám đốc công ty chăn nuôi gia súc gia cầm lớn nhất nhì trên thành phố. Giám đốc thú. Ủa gì? Gì mà giám đốc thú? Giám đốc giám đốc công ty chăn nuôi gia súc gia cầm. Gia súc gia cầm là con heo, con gà, con vịt, con đồ này kia đó. Dạ, chăn nuôi đó. Đó, xong rồi con mới có cuộc khảo sát ở dưới quê mình. Con xuống coi thử những hộ nào là chăn nuôi thì con thu mua vô. Nhưng mà giống như là con đang đi đường mà lạ nước lạ cái á. Gió nó nhập vô người con cái con xỉu nào không hay luôn. Tội nghiệp chưa. Chung á là cũng cảm ơn chú là cứu con. Đó cho nên là thôi chú nhận cho con vui nha. Dạ. Quá nè. Cô biết sao không? Dạ thì nói chung á là cái tính của con á, mỗi lần con mà bị xỉu á, ai mà giật tóc mai hay là ấn nhân chung của con á, con càng đau á cô, xong con xỉu lâu hơn nữa. Bởi vậy là chỉ có người nào mà biết ý là đưa dầu ra cái đưa ngang mũi con tự động con hít vậy là con tỉnh liền à. Rất kẹo. Dạ sao giỡn, con giỡn chứ cô mà mệt ghê luôn á. Có luôn. Có chứ sao không có. Dạ đây nè, dạ gửi cô 10.000. Sao 10.000 vậy? Trời ơi chú, mà chú biết sao không? Con nói thiệt, cái số con đúng là số may mắn luôn á. Trời ơi, hôm qua con vừa nằm mơ là thần linh báo mộng cho con là hôm nay gặp được quý nhân. Rồi. Là bây giờ con gặp được chú liền luôn. Trời đất ơi, chú là quý nhân của con hả? Dạ chứ sao. Trời ơi. Trời ơi, tôi là quý nhân của nó. Nói là mọi người không có tin đâu. Con là nhân chứng sống nè, con mới tin được. Ngày xưa là con không có cao ráo đẹp trai vậy đâu. Không có vàng đeo đồ vậy đâu. Con ngày xưa là chỉ là một đứa bán gà dạo thôi.
cái con chạy chiếc xe máy xong để cái rọng gà ngoài sau, con chạy vô trong mấy cái chợ xong ai gà không, gà trống, gà chia, gà mái gì không, bán gà, bán gà. Nhưng từ khi con gia nhập vào trong cái hội thần linh búp sen hồng, cuộc đời con lên hương luôn. Trời ơi, con từ một cái đứa mà hồi đó không có tiền mà ai gặp cũng chê, đúng một cái vợ con đẹp xuất sắc. Trời ơi, chưa đâu, mẹ của con nè bệnh nằm liệt giường mấy năm trời, cái xong con thấy thương quá con cõng mẹ con tới hội thần linh gia nhập hai ngày, mẹ con đứng dậy nhảy luôn. Trời ơi, bây giờ tối nào bà cũng đi chiêu dụ hết trơn á. Quá dữ, nhắc tới thần linh là phải con phải cảm ơn cái. Dạ dạ, con xin cảm ơn thần linh. Dạ, cảm ơn thần linh đã hiển linh giúp đỡ cho con. Cảm ơn thần linh. Dạ cảm ơn. Ủa cái gì vậy, sao tự nhiên lại con dữ vậy? Liệu linh quá liệu, đúng linh dữ lắm, không tin không được. Cảm ơn thần linh, cảm ơn thần linh. Hai cái người đó trong tương lai chính là thành viên mới trong hội của chúng ta. Ôi thầy ơi, thầy đoán đúng quá, thần ơi, thần đoán đâu mà trúng đó vậy đó thầy ơi, thần ơi. Thầy đoán thần đúng, thầy đoán như thần. À, thầy đoán như thần. Mở cửa, có nghe không, mở cửa. Cái mèn đét ơi nghe nè cô Úc, xuân cũng sắp về buôn làng đông đúc, làng trên xóm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Cái mèn đét ơi nghe đâu cô Úc, cái cô diễn viên họ Hồ dễ mến, nghe đồn năm nay cô làm phim xuân, cứ nhắn mọi người về nhà ăn Tết. Tết 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 đến rồi đây, một năm đã đi qua, thấy 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 người ta đặt vé xe về nhà, có những nhành mai đặt cho bông sắc màu, pháo sáng tập nập cái lá ươm mầm, chờ một năm mới về quê mình. 365 ngày rồi thật nhanh đã trôi qua, chỉ muốn bước thật nhanh lên chuyến xe về nhà. Trời quay, dạ dạ thật là thương biết bao, dạ dạ về nhà là thấy ấm trong lòng. Giờ là lúc, giờ là lúc.